Trung xin chào tất cả anh em. Cái video của cuối ngày hôm nay Trung đăng một cái món đò mà hôm nay nhặt được mấy món nha. Vừa trước thì mình có đăng một cái con xe cuốc mini đấy, con xe cuốc mini đó nằm bên kia kìa, với lại một cái món này, còn nhiều món nữa nhưng mà thôi mỗi ngày đăng một vài cái video thôi. Đây là cái bộ cần gặp chuột, hàng nội địa của Nhật, Transpet gì đấy mình không có rõ lắm đâu. Cái hàng này lạ, mình đã từng gặp ở bãi cũng rất là nhiều cái cần như thế này rồi, mà những nói chung là nó cái kiểu dáng gặp chuột của nó lạ, nó có thêm một cái khúc bẻ bên trong kìa, nó có thêm một cái tiên ngắn bên trong nữa. Gặp chuột, cái con này là gặp chuột 5 tấn nha, chân chéo luôn kìa, đấy hộp chân chéo. Con này thì không có quay gặp chuột thì không có quay to bằng ti thì nó không được 360 rồi, nó tầm ở khoảng 270 độ trở về thôi, có nghĩa là làm hoạt động gắn lắp lên xe thì nó chỉ hoạt động ở phía sau xe thôi, phía sau cabin. Đấy, bộ cần này là 5 tấn. Nó có 3 đốt, tầm xa thì theo mình ước lượng cộng tất cả các đốt lại thì nó nằm ở khoảng 8m hoặc là 9m gì đấy. Nếu vuông hết cần thẳng ngang cần á thì nó khoảng được 8 đến 9m. Có mấy cái ti nào ti nấy khổng lồ nha anh em. Tú cao nha. Nhìn cũng được, cái bộ cần này là hàng dân dùng, anh em có lắp lên xe rồi sau đó bỏ xuống. Nhìn nó cũng rất là gấu luôn. So với cái cần mình đang dùng ở nhà thì cái cần này chắc nó gấp đôi luôn, hoặc là có thể hơn gấp đôi cái cần mình đang dùng nữa. Có ghế ngồi lái trên cái bộ, hiện đang không có bơm, chỉ có cái công tắc dưới với lại cái công tắc nằm ở trên thôi. Như vậy đây hộp chân tú này chắc khoảng được 22, khoảng 22 rồi. Ti này tú chéo, nhìn ở chứ cái dàn gầm lên đấy, tên tuổi cái tem của nó nhìn không có rõ. Anh em xem cái tem nó như vậy đấy. Đây này, mình leo lên cao để quay xuống nha. Nó có cái đốt gấp với ti nhỏ bên trong kìa. Ở đây thì cái thước cuối cùng là cái thước bầu trục. Thước bầu trục là có 3 đốt, đốt cuối cùng kéo tay nha anh em. Đốt cuối cùng nó kéo tay kìa. Hộp chân ở đây cũng được tận dụng, sử dụng cũng được, ti còn rất là ok luôn. Cái đầu này nè, cái đầu này trước khi mà mang về đây thì nó nằm cắm đầu xuống cái đống rác này, thấy nó cũng xét rỉ các thứ rồi. Ti đây nè, cái ti nằm bên trong nách này. Gặp chuột ở này anh em lắp chế làm cẩu bãi hay là lắp lên tàu thuyền, ghe xà lan gì đấy, nói chung là nhắm có công việc gì đó lắp mà sử dụng mà hợp lý thì cứ lắp thôi. Để có đời ghế ngồi bằng 5 tấn. Cái thông số thì mình mô tả kiểu ước lượng nha nè, ước lượng cái tên cái cần này nó cũng lạ quá. Nhưng mà thật ra cái cần cẩu thì quan trọng nhất là sắt thép thôi, sắt thép còn ok là ok hết á. Cái dàn chân của nó nha, so với cái bàn chân của mình này lớn. Cốt đặt này chắc khá lắm, cốt là lớn lắm. Ti này khoảng tắc 8 này, ruột khoảng 75-80 gì đấy. Giữa cũng phải, cái ti này cũng khoảng tắc 8 luôn. Không tới, cái ti này chắc nhỏ hơn tắc 8, chắc tầm tắc 7 thôi. 7 tắc 6, lớn hơn tắc 6. Đây này. Anh em mà có biết
tra Google, thử tra cái tên này xem nó là cái món gì nhé, của hãng nào sản xuất nhé. Món này anh em mình giới thiệu như vậy. Cái món này thì cân ký tính tiền, thì giá ký nó là 2 mấy nghìn một ký anh em, 2 mấy nghìn một ký đó. Bây giờ giá phế chắc là gấp đôi giá phế liệu. Đây, anh em có nhu cầu sử dụng đúng cái món hàng này, đúng cái món cẩu này, mua về dọn dẹp thêm, làm ống mới hết, ống mới tay trang, lắp tay trang mới. Không, mình nhầm rồi, tay nó còn, ngăn kéo nó còn kìa, lắp mấy cái tay khiển lại thôi, lắp mấy cái tay khiển nó lại là sử dụng được. Rồi, cái video chung review cái món hàng như vậy, anh em có đúng nhu cầu sử dụng đúng việc thì liên hệ với Trung nhé. Giá cả thì lên, thì cân lên máy tính, bộ cần này chắc nó tầm khoảng 2 tấn hoặc là 2 tấn mấy gì đấy. Rồi, Trung kết thúc video nhé anh em.